Theo NHK, nghi phạm bắn cựu thủ tướng Shinzo Abe là cựu quân nhân lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết lực lượng này đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường. Nghi phạm được xác định là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi. Hình ảnh được ghi lại cho thấy nghi phạm mặc áo thun xám, đeo kính và khẩu trang. Người này cố bỏ chạy nhưng đã bị bắt. Theo nhiều quan chức Bộ Quốc phòng, nghi phạm nói trên từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trong vòng 3 năm và giải ngũ vào năm 2005. Yamagami khai với cảnh sát rằng mình không hài lòng với cựu thủ tướng Abe và có mục đích sát hại ông Abe. Hiện Yamagami bị bắt với nghi ngờ cố ý giết người và quá trình điều tra vẫn đang diễn ra. Theo các nhà điều tra, hai khẩu súng được thu giữ tại hiện trường có thể là súng tự chế. Ông Abe bị bắn vào gần ngực và cổ khi phát biểu vận động tại thành phố Nara. Nhân chứng kể lại với NHK, ông ấy đang phát biểu thì một người đàn ông tiến đến từ phía sau. Phát đầu tiên nghe như đồ chơi và ông ấy chưa gục xuống trước khi có một tiếng nổ lớn. Phát thứ hai dễ thấy hơn khi có thể thấy tia lửa và khói. Sau hai phát súng, ông Abe ngã gục và được đưa lên trực thăng tới bệnh viện. Truyền thông loan tin ông có lúc bị ngưng tim. Trong khi đó, Thủ tướng Fumio Kishida cho hay ông Abe đang nguy kịch và đội ngũ bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu chữa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.